Hôm nay Đức Thịnh rất là vinh dự được đi trao giải ngôi sao xanh hạng mục nam và nữ diễn viên phim web drama xuất sắc nhất cùng với lại chị Cẩm Thúy. Và bây giờ xin mời chị Cẩm Thúy đọc trước. Ở nhà Thịnh cũng có người tên Thúy. Mà không biết là ở nhà Thúy nhường hay là Thịnh nhường. Dạ, chị Thúy đọc trước ạ, bởi vì em lúc nào em cũng tôn trọng và nể những người phụ nữ tên Thúy. Thúy nhường lại cho Đức Thịnh. Chị đọc trước giùm em, chứ thôi sáng nay em không có ai cho tiền ăn sáng. Xin kính chào tất cả quý vị khách quý và quý vị đại biểu. Cho tôi chúc mọi người mạnh khỏe và vui trong cái mùa Noel và sắp tới là Tết Tây và Tết cổ truyền của chúng ta. Rồi. Giải thưởng ngôi sao xanh lần thứ 8 xin được vinh danh nữ diễn viên phim web drama xuất sắc nhất, diễn viên Hồ Bích Trâm. Bây giờ là không nhường nữa, bây giờ Cẩm Thúy xin đọc. Mà thật ra hồi nãy á, là Đức Thịnh dành đó cho là đáng lẽ là Đức Thịnh phải đọc cái giải của nam chứ. Giải thưởng ngôi sao xanh lần thứ 8 xin được vinh danh diễn viên. Các bạn có đoán là diễn viên nào không ạ? À? Diễn viên. Minh Dự nói trước ạ. Dạ, em cảm ơn chị Trâm. Dạ, con xin chào quý khách mời, cô chú và các anh chị, các bạn bè đồng nghiệp có mặt trong buổi trao giải ngôi sao xanh ngày hôm nay. Đã rất là lâu rồi Minh Dự nghĩ là Minh Dự không có duyên với những giải thưởng, cũng không có điều kiện để làm một web drama cho riêng mình. Cho nên là khi nhận được lời mời từ anh chị và các bạn đồng nghiệp, ngay cả những vai diễn mà chỉ có một phân đoạn hay là một tập, Minh Dự cũng ráng làm cho nó hay nhất và đã nhất để bữa đó mình đi quay về mình vui. Ngày hôm nay khi mà được đề cử vai diễn trong phim Gia Đình Cục Súc, Minh Dự chân thành cảm ơn đạo diễn Ngọc Hùng và ekip sản xuất của bạn Võ Tấn Phát đã tin tưởng Dự, giao cho Dự vai diễn này để phối hợp với Phát để có một bộ phim phải nói là rất ấn tượng và khán giả rất là thương. Đặc biệt là cảm ơn tình thương của quý khán giả đã bình chọn và ủng hộ cho vai diễn này của Minh Dự. Dạ, cảm ơn ban tổ chức cùng hội đồng nghệ thuật đã đánh giá và nhìn nhận để tạo động lực cho em. Những vai diễn sắp tới sẽ cố gắng nhiều hơn như vậy nữa. Và ngày hôm nay thì chắc là ba mẹ cũng theo dõi chương trình này và
tối ngày hôm nay về thì ba mẹ có thể nhìn trên kệ có một ghi nhận cho sự cố gắng trong nghề diễn của con, và thầy Hữu Châu của con ngày hôm nay đáng lẽ là đến để buổi lễ nhưng mà bận quay phim nên không đến được, và con nghĩ là thầy cũng vui lắm. Dạ, Minh Dự xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, lời đầu tiên thì cho Hồ Bích Trâm xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả các khách mời đang có mặt trong cái buổi trao giải để giải thưởng Ngôi Sao Xanh ngày hôm nay. Thấy Minh Dự xúc động thì Hồ Bích Trâm cũng rất là xúc động, và Trâm cũng xin chân thành cảm ơn công ty Điền Quân, đạo diễn Nguyễn Thành Nam và toàn bộ ekip, đặc biệt là diễn viên của bộ phim Về Nhà Ăn Tết đã đồng hành cùng với Trâm. Bộ phim Về Nhà Ăn Tết là một bộ phim thứ hai Trâm hợp tác với anh đạo diễn Nguyễn Thành Nam để mà làm, thì thật sự là rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều kỷ niệm. Và để nói là làm ra một bộ phim á rất là gian khổ, cho nên là ngày hôm nay khi mà được đứng trên đây để nhận được chiếc cúp danh giá này thì Trâm rất là vui và hạnh phúc, và đặc biệt là không thể quên cảm ơn đó là quý vị khán giả, đặc biệt là Xóm Nhà Lá của Hồ Bích Trâm đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Trâm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn một lần nữa xin được chúc mừng cho nam diễn viên Minh Dự và nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Xin được cảm ơn hai bạn với những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, trong năm 2021, TikTok đã trở thành một sân chơi sáng tạo thực thụ dành cho tất cả người dùng. Mọi thế hệ cùng nhau kết nối, cùng tỏa sáng và truyền cảm hứng cho cộng đồng, là nơi ra đời của rất nhiều những clip phim ngắn chất lượng và thu hút nhiều sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Thưa quý vị, và ở mùa giải năm nay, Ngôi Sao Xanh ghi dấu cột mốc mới khi có thêm hạng mục giải thưởng đồng hành nhằm tạo cơ hội vinh danh cho những nhà sáng tạo trẻ với những sản phẩm chất lượng trên các nền tảng công nghệ. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ nhận cúp trước khi sẽ có chia sẻ ngắn với tất cả quý vị khán giả. Xin mời đạo diễn Lê Hoàng và Á Hồng Phương Anh. Của đại diện hai đoàn phim ạ. Bạn nói trước đi, bạn Lực. Dạ, em là Tiến Luật. Em xin cảm ơn hội đồng nghệ thuật đã bình chọn, đã chấm giải cho tụi em. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ. Cảm ơn team của Chuyện Sớm Tôi. Giải thưởng này là của tất cả mọi người. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, ở dưới hồi nãy Trâm có giao cho nhiệm vụ là Nam phải lên nói. Dạ, em cũng xin nói ngắn gọn là cái giải thưởng này là quý khán giả đã bầu chọn. Thì tụi em xin cảm ơn và tri ân quý vị khán giả đã bầu chọn cho phim Về Nhà Ăn Tết. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn công ty Điện Quân cùng toàn bộ ekip đoàn phim đã giúp cho bộ phim này thành công. Và cảm ơn đặc biệt là sự hợp tác của hai anh em Trâm đã tin tưởng giao cho Nam làm đạo diễn bộ phim này. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Mọi người xin được chúc mừng cho hai bộ phim web drama Về Nhà Ăn Tết và Chuyện Sắp Tôi phần 2. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây sẽ là giải thưởng bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Ngay bây giờ sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình, top 3 đề cử bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Phim Vũ Điệu Giữa Bầy Sói, nhà sản xuất Lee Entertainment. Cầm chiếc cúp trên tay là rất là run luôn, tại vì đây là lần đầu tiên em được nhận một cái giải thưởng danh giá như thế này. Và cái giải thưởng này nó cũng sẽ là một bước ngoặt rất là lớn trong cuộc đời của em, tại vì nó sẽ là một cái giải thưởng để em có chính thức gọi là quay, chính thức gọi là bước chân vào nghệ thuật và có động lực và chắc chắn vào con đường sắp tới của mình hơn. Tại vì ở đây em nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn trẻ sẽ giống như em, là sẽ có một sự phân vân, một sự đắn đo nhất định khi mà quyết định đi theo con đường mà mình mong muốn, hay là sẽ đi theo một con đường mà nó sẽ cho người khác có sự an tâm hơn, ví dụ cho ba mẹ an tâm hơn, hay là đi theo với những tiếng gọi đam mê của mình. Thì giải thưởng này sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của em, và cho dù sau này là em có được tổ độ hay không, có thành công trong cái lĩnh vực, trong con đường của em đã chọn hay không, thì giây phút này sẽ mãi mãi là một giây phút em nhớ mãi trong cuộc đời này.
Xin được chia sẻ niềm vui và chúc mừng cho hai phim ngắn Cái Nồi Cũ và Outside the Door. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng tiếp theo, giải Ngôi Sao Xanh 2021, 6 ít phút nữa. Quý vị đừng dừng.